Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. Các bạn đến Liên Quân nhằm mục đích gì? Để giải trí đầu óc sau các giờ làm việc và học tập mệt mỏi. Đến chơi giải trí vì có đứa bạn xinh xắn chơi và muốn cưa nàng nên học chơi theo. Hay là chơi nhằm mục đích kiếm tiền từ việc cày thuê. Rất nhiều lý do khiến Ad không thể kể ra được tất cả vì cộng đồng Liên Quân của chúng ta quá đông, ít nhất gần cả triệu người. Từ già trẻ lẫn bé, nhưng đôi khi trái ngược lại mong muốn tới Liên Quân chỉ để giải trí cho vui. Thì lại gặp các trường hợp thua một cách không phục trong đấu hạng là điều khiến các kiện tướng điên người nhất và làm họ bực tức vì thua trận một cách nhạt toẹt, đôi khi mất cả trận đấu khi chuẩn bị tiến gần tới chiến thắng. Vậy các nguyên nhân gì khiến các kiện tướng ức chế như vậy? Ngay bây giờ chúng ta tìm hiểu top 5 lý do gây ức chế và khiến các kiện tướng bực mình nhất trong đấu rank. Nào bắt đầu. Top 5: pick tướng chung vị trí, tranh đường. Chúng ta đều biết trước khi vào các trận đấu thì việc pick tướng là điều nhất thiết phải xảy ra, và nhất là trong các trận đấu rank, tình trạng tranh chấp tướng xảy ra thường xuyên, đặc biệt từ rank kim cương trở xuống. Và S từng là các nạn nhân của vụ việc này. Đó là gì? Máy mấy ông nào mạnh chả sao, chứ gặp mấy thánh yếu là y như rằng vừa vào thì thấy bốn thanh niên kia đều pick tất cả rồi, lock tất cả rồi. Mặc dù có thêm chức năng khóa và mở nhưng không thể thay đổi được kết cục, và đôi khi còn kéo theo các vụ việc hai rừng tranh chấp, rồi cả hai pháp sư, rồi hai sát thủ tranh chấp cực kỳ trầm trọng. Nếu trong hai người có một người chịu nhường còn bất lo, chứ mấy vụ việc tranh chấp đường không ai chịu nhường ai không phải là hiếm. Có trận thì sao? Việc gặp đội phải đấu 2 đến 3 tướng pháp sư hay sát thủ chẳng phải là hiếm. Nếu ai từng gặp qua hoàn cảnh này, nhớ để lại cảm nhận và kinh nghiệm gánh team hiệu quả trong trường hợp này cho anh em trên kênh cùng học tập nhé. Đương nhiên, nếu ai đều giống S, không bao giờ có chuyện pick tranh chấp tướng xảy ra. Vì vậy, để giải quyết trường hợp này, cần chuẩn bị cho bản thân các vị tướng tủ thuộc các hệ phái khác nhau. Một, đó là vị trí rừng, là vị trí tranh chấp số 1, không biết đi đều không sao. Thứ hai, đó là vị trí pháp sư solo, đây là vị trí hot thứ hai sau rừng, nên kể đó, bạn không đi thì khác có 2 đến 3 đứa tranh. Vị trí thứ ba và thứ tư chính là solo đường rồng và kinh công, thì thôi rồi, bạn nên và phải tranh, vì không tranh ở đây thì còn tranh ở đâu, khi mà mấy thằng kia nó pick rồi khóa nhanh như điện và sau đó để lại cho bạn. Cái tha thù là gì? Mày tăng đi thằng kia, mày chơi crep đi, mày chơi con gì tanh đi, mày chơi thủ đi. Má, chưa bao giờ được bọn nó ưu ái đến nhường này. Sao không ai kêu S1 ơi mày mít đi, S1 ơi mày dừng đi, S1 ơi mày solo đường này, đường kia đi. Nhưng không sao các bạn, chúng ta là người biết nhường nhịn, có tranh với bọn nó đều khó mà lại. Thôi thì pick con crep làm trợ thủ đi lôm đường, còn có cơ hội gánh team, chứ pick mấy con khác là tôi cảm thấy khó gánh lắm. Mà nếu pick kiểu ta thích thì pick, rồi pick pháp sư hay xạ thủ hay mấy con sát thương khác, chẳng khác gì mình bằng cái bọn cố tình pick trùng đúng không? Nên chơi vì đồng đội, và nếu thua thì tự trách đời quá đen mà thôi. Tổ quốc ghi công bạn. Top 4: lag game, mất kết nối trận đấu. Sau quá trình tranh nhau các vị trí thì game bắt đầu, nhưng một vấn đề, vấn nạn sau cái vấn nạn tranh đường, rồi vấn nạn pick trùng kiểu team dị, team choi, thì vấn nạn nguy hiểm hơn cả, đó chính là lag game. Đúng vậy, đây là tình trạng hoành hoành từ nông thôn cho đến thành phố, và gần như ai chơi Liên Quân thì đôi khi đều gặp phải. Ngay bây giờ em đang gặp tình trạng lag. Đây, lý do đơn giản là con cá mập cắn đứt mất sợi cáp quang, khiến cho khi nào livestream là cứ giật tung chảo. Mà anh em nào hay chơi game MOBA thì gọi đây là delay, tức là bị chậm 1 đến 2 giây rồi bị giật giật khung hình đấu. Nếu là bị cả game đấu thì đó là chuyện quá bình thường, là do mạng nhà anh em chơi, có thằng nào đang xem phim hoặc là đua nhau tải đủ thứ thì lag là chuyện quá bình thường. Nhưng ghét nhất cái tình trạng cứ vào giao tranh là y như rằng bị đứng hình rồi tự đâm đầu vào hiến mạng. Đương nhiên quá cay cú, sau khi chết thì lại ping xanh lè. Suy ra nếu là do mạng của mình thì nó không như vậy. Vậy nguyên nhân có thể là do điện thoại của bạn không xử lý kịp. Cách giải quyết đơn giản đó chính là ném vào thùng rác và mua máy hiện hơn, hoặc chơi giả lập máy tính như S cho nó mượt mà. Nhưng đa số việc bị lag và mất kết nối đúng vào lúc giao tranh đa phần là do hệ thống mạng của chính chúng ta. Đây, nguyên nhân là do chủ quan, chứ không thể đổ cho ai, chỉ có thể giải quyết bằng cách nâng cấp tốt hơn mà thôi. Mà nếu có máy xịn, mạng thì ngon mà bị lag thì cứ chửi bọn Garena cho tôi, làm ăn bát nháo, đường truyền thì kém, chứ đừng giận lây ra chiếc điện thoại, tội em nó. Top 3: đồng đội cố tình feed sau khi chúng ta pick xong. Ra cửa hàng gọi ngay ông chủ: anh ơi cho em ngay chiếc iPhone Plus mới nhất ra đây, ngay và luôn. Thì mượt mà, chơi phà phà không lo lag gì rồi. Ok, tự tin ta đây, vào rank gánh đội thì thôi rồi, trên trời rơi xuống đâu ra mấy thanh feed. Mà nhiều anh em lại hay dùng từ feed một cách lạm dụng. Chúng ta chỉ nên dùng từ feed tức là chết quá nhiều cho các pha chết nhảm, chết không mục đích, chứ giao tranh chết là quá bình thường. Ví dụ bạn là một tướng chống chịu mở giao tranh, trong giao tranh lớn bạn hứng chịu sát thương được nhiều và chết sớm giúp đồng đội, đó là việc làm quá tuyệt vời. Vậy nên chính cái vấn nạn
KDA mà không nhìn vào mạng trợ thủ, đưa đẩy tới tình trạng chửi nhau rồi so KDA và đủ thứ chuyện từ cướp bùa xanh, tranh lính, bật voi chát, đủ các câu tục trợ búa khiến đồng đội mất hòa khí, đưa tới việc cố tình fit kiểu đi hiến thân vào trụ giúp đối phương xanh lè muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh nhất. Vậy nên để tránh tình trạng fit do các nguyên nhân chủ quan từ chửi nhau là điều không nên. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi mắt ra. Ok, tức là chúng ta nên động viên chứ đừng nên nặng lời, cùng nhau đoàn kết không gì là không làm được. Còn nếu gặp mấy thanh niên chẳng có lý do quần què gì mà đi fit kiểu tranh đường thì cố gắng chơi thật tốt. Để trận đấu ra sao thì ra, biết đâu được bên đội bạn có thanh niên nào bị mẹ ganh hay hết pin, mất mạng, mất điện không biết chừng. Trên đời không có gì là không thể và may mắn chỉ là một phần sức mạnh không thể thiếu đối với kiện tướng Liên Quân. Top 2, đồng đội AFK hoặc thoát game. Khá giống với tình trạng fit, nhưng fit còn có thể sửa vì số sao là người chơi chứ gặp mấy khoản đồng đội AFK thì thôi rồi, cạn lời. Đương nhiên các bạn đừng quá thất vọng, nếu chỉ AFK một người thì còn 4 người hoàn toàn có cơ hội, chứ không phải là không có cơ hội lật ngược. Vì vậy đừng bao giờ mất niềm tin, nhưng nếu AFK 2 đến 3 người thì đợi 6 phút rồi nghỉ cho nhanh, đừng mất thời gian làm gì cả. Vì bây giờ chắc chỉ có thần may mắn hay mấy ông thợ điện mới giúp được bạn hạ gục được mấy tên đội bên kia. Vì thực tế chứng minh rằng chỉ gặp đội bạn quá ngu mới để 2 thắng được 5. Ok, chúng ta cùng lý giải nguyên nhân khách quan và chủ quan đưa tới việc AFK và thoát game. Đầu tiên là AFK, có thể là do người chơi máy quá cùi, không vào được trận đấu và rất nhiều nguyên nhân khác khiến anh em không chơi được. Và rất nhiều nguyên nhân khiến anh em không nên chơi vào các giờ nhạy cảm như giờ ăn trưa hay giờ ăn tối, và đặc biệt là tầm 9 đến 10 giờ đêm. Vì giờ đó, thứ nhất là bị ăn cơm, thứ hai là bị bắt đi ngủ. Tại sao tôi nói vậy? Vì có rất nhiều kiện tướng nhí thích chơi Liên Quân và đánh rất giỏi. Nên tiện đây, tôi cần nhắc cho anh em hiểu, đừng nhìn độ tuổi mà coi thường các anh em cấp 1, cấp 2 chơi Liên Quân. Vì có thể một phần nhỏ trong số đó đánh hay hơn bạn nhiều. Đó là nguyên nhân chủ quan. Còn nguyên nhân khách quan của AFK và thoát game: thứ nhất, chơi chung tài khoản với nhiều người. Điều này S hay gặp và chính S là một nạn nhân trong đó. Vì thời gian để S chơi game không quá nhiều vì còn phải đi làm, Liên Quân chỉ là đam mê mà thôi, mà đam mê thì có chết đều không bỏ. Nên S chơi chung ạc Liên Quân với ông anh trai, nên đôi khi anh em trước khi chơi đều ấn định: ok, anh mà có vào thì nhớ SMS qua Face cho em. Cả hai đều ok nhất trí. Nhưng đôi lúc đang combat hăng say thì điện thoại lại tắt Face cho an tâm để không bị ai gọi phá thì thôi rồi. Ông anh SMS qua không thích trả lời, đinh ninh rằng chắc không ai chơi và đăng nhập vô, màn hình đứng im, dòng thông báo hiện lên: tài khoản được đăng nhập nơi khác. Thôi xong. Vậy là trở thành nạn nhân AFK một cách khách quan và chủ quan. Và chắc chắn nhiều anh em gặp tình trạng này như S rồi đúng không? Và để khắc phục nạn AFK và thoát game thì không có biện pháp nào cả. Điều quan trọng là do ý thức và cách thức chơi của các kiện tướng mà thôi. Top 1, không chịu dứt điểm trận đấu. Sau khi các bạn may mắn vượt qua được các vấn đề pick trùng và tìm cho được một team ưng ý, và thật may mắn điện thoại thì hit, mạng thì ping xanh lè, vâng, và đồng đội thi đấu quá hay, chuẩn bị chiến thắng liền tay, nhưng lại gặp ngay một tình trạng rất khắm lọ mà rất nhiều anh em Liên Quân hay gặp phải. Và tôi đã từng là nạn nhân của vụ việc chơi lì không chịu dứt điểm trận đấu. Khi mà quét sạch hoàn toàn team địch, chỉ cần ùa lên là ăn ngay chiến thắng, là lên hạng ngay. Nhưng không, đồng đội của tôi nói: đéo, từ từ chơi thêm tí, chọc cho bọn nó sợ và kết cục ra sao, ông nào đều xanh. Vâng, anh xanh, nhưng một khi anh đi lẻ và bị 3 đến 4 thằng úp thì quy luật tất yếu là lên bảng và lần lượt từng anh một nằm xuống một cách lẻ tẻ. Chỉ bởi vì coi thường đối phương, một mạng không hề gì còn có trận đấu rồi 2-3 và thua một pha giao tranh thiếu người, đương nhiên chiến thắng nay còn đâu, ngập ngùi trong tiếc nuối. Buồn là vậy, cay là vậy, nhưng S lại đã từng là người vui trên sự buồn của kẻ khác nhiều lần như vậy, nên S mới có câu 30 chưa phải là Tết. Để làm gì? Để các bạn nhớ một điều rằng: cố lên, hiện tại đội đang thọt, nhưng chỉ cần quyết tâm cố thủ, không gì là không thể làm được. Và chỉ cần đợi đối phương mắc sai lầm. Ta đây tự đại, thích chơi nhây, không thèm phá trụ để nhà, cứ thích đi lẻ là cơ hội của bác lại có. Đừng bao giờ nhấn nút đầu hàng khi đồng đội còn đang hăng say thủ trụ và khi cả 5 người đều đang trong trận đấu đầy đủ, vì cơ hội của các bạn luôn còn. Vậy nên đối với các bạn leo rank cần rút ra một điều, đó là có cơ hội là lăn cầu tuyết để trụ win game ngay lập tức, chứ đừng nhây để rồi thua. Thua kiểu lớn áp tỷ số mạng hạ gục là chuyện thường hay xảy ra, dù thanh niên nào đều xanh cả. Và nhây lì vào cuối game chỉ cần chết một lần là đợi mòn mỏi 45 giây đủ để bạn cảm nhận được thua nhục hơn cả gặp AFK hay gặp mấy thánh choi rồi chôn game. Tóm lại, để khắc phục cần kêu gọi đồng đội ăn ngay cả trận đấu khi có cơ hội, chứ đừng mải farm rồi trôi đi một cơ hội ngon ăn. Ý tưởng này được lấy từ trên trang chủ Liên Quân, nhưng nội dung hoàn toàn là của S. Vậy nên nói luôn, không mấy thanh niên
lại vào cào phím nhanh kiểu ăn trộm ăn cắp mệt người ra, lười phải trả lời hay giải thích. Trên đây là top 5 lý do gây ức chế và khiến các kiện tướng bực mình nhất trong đấu rank. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thứ hai đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.